Cô là nữ chiến thần biên cương có chiến công hiển hách, lại gả cho một bạch y thư sinh ăn nằm chờ chết. Không biết người đàn ông tay trói gà không chặt này lại là thiếu chủ quân đoàn thần bí biến mất nhiều năm trên giang hồ. Dưới trướng của hắn là tinh anh bạch y quân, càng được xưng là Tu La địa ngục quân đoàn. Cho đến ngày địch quốc cử binh tấn công, điên cuồng tập kích thành biên cương này. Nhưng nữ chiến thần sau khi ra khỏi thành chiến đấu lại không có tin tức gì. Không bao lâu sau, đại quân thiết kỵ của đế quốc đã công vào trong thành, khắp nơi toàn bộ phong đô thành tiếng gào thét không ngừng. Chỉ thấy một vị thanh niên lãnh tuấn mặc bạch y luôn xuất hiện, nhưng địch tướng cầm đầu nhìn thấy người tới, trong mắt đầy miệt thị, chỉ vì trong chính Bắc Vương phủ này lại để lại một phế vật trấn thủ. Không ngờ một giây sau, một đạo trường thương nhanh như chớp trực tiếp quét ngang đôi quân địch, cùng lúc đó ở bên ngoài phủ chiếm đầy 100 kỵ binh tinh nhuệ. Cung nghênh thiếu chủ trở về bạch y quân, theo thanh âm đinh tai nhức óc vang lên, 100 binh lính đồng loạt quỳ rạp xuống đất, ngay cả thanh âm cũng chỉnh tề. Anh ngẩng đầu nhìn về phía thành trì đã thất thủ cách đó không xa, ở đáy lòng âm thầm nói nha đầu ngốc nghếch. Ta đến tìm ngươi. Sau đó trong phủ đệ lao ra một đoàn bạch y kỵ quân tựa như tử thần gặt hái quân địch trong thành. Lúc này dân chúng trốn ở trong bóng tối nhìn thấy một màn này. Trong miệng điên cuồng kêu lên là bạch y quân, phong đô thành của chúng ta bảo trụ được rồi. Trong nháy mắt trong thành đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vừa rồi địch nhân còn đang tùy ý đồ sát, lúc này đang bị quân áo trắng cường hãn đàn áp. Anh nhìn địch binh quỳ xuống trước mắt cầu xin tha thứ. Tuy rằng trên mặt đeo mặt nạ, nhưng sắc khí trên người phát ra làm cho người ta không ngừng run rẩy. Giết chết tộc nhân ta, tội ác của các ngươi phải đền tội. Anh không chút do dự liền đưa bọn họ đi gặp Diêm Vương. Lúc này các tướng lĩnh thủ thành, binh lính đột nhiên đồng loạt quỳ xuống nói cảm ơn tướng quân cứu mạng, tướng quân. Nhưng lúc trước những người này còn cười đùa gọi anh phế vật, bạch y chỉ biết ở lại trấn Bắc Vương phủ ăn nằm chờ chết. Nhưng đúng lúc này xa xa bụi bặm bay lên, một đội nhân mã đang nhanh chóng tiếp cận. Thiếu chủ, là viện quân của đối phương, đến lúc này một gã bạch y quân đến báo, lập tức anh liền nhảy lên chiến mã, nếu đã tới thì đừng nghĩ trở về. Những quân bạch y khác cũng cùng lúc nhảy lên lưng ngựa, thanh âm chỉnh tề nghe tiếng rung động dị thường, lúc này cách đó không xa là tướng lĩnh quân địch cầm đầu hô to. Cho lão tử nghiền nát bọn họ, nhất thời hơn 500 kỵ binh trong nháy mắt vọt tới, chỉ thấy hai quân chém giết cùng một chỗ, tiếng hô sát trên chiến trường vang vọng khắp chân trời. Mà những tướng sĩ vừa được cứu cũng đều đem toàn bộ phụ nữ, trẻ em, già yếu bảo vệ lại. Lúc này ta càng đánh càng dũng mãnh, càng một đao đánh thẳng vào đầu địch nhân. Nguyên bản quan chiến tướng lĩnh quân địch, nhìn thủ hạ hy sinh, liền giơ trường mâu chạy thẳng tới. Ngay trong nháy mắt hai người va chạm, một tiếng trường mâu trực tiếp bị chặt đứt. Nhưng tướng lĩnh quân địch lại còn chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó một đạo bạch quang hiện lên, một giây sau thủ cấp liền trực tiếp rơi xuống. Còn lại quân địch lại càng bị một màn này dọa choáng váng. Tướng quân bọn họ anh dũng vô địch thiên hộ, trong một chiêu đã bị chém xuống ngựa. Trong nháy mắt toàn bộ quân đội không cho đối phương cơ hội kéo dài hơi tàn, thừa thắng truy kích toàn bộ trảm kỳ thủ cấp biến chiến trường này thành luyện ngục của quân địch. Lúc này tâm của binh lính thủ thành đều đang khẽ xúc động, bọn họ may mắn bạch y quân không phải trạng thái đối địch, nếu không khả năng bị cắt đầu chính là chính mình. Lý Đô Vệ không dám tin nhìn thiết kỵ cách đó không xa đột nhiên giống như nghĩ tới cái gì đó. Đây chẳng lẽ là bạch y quân trong lời đồn, đây chính là một tu la mặt lạnh từ trong địa ngục đi ra, quanh năm đeo mặt nạ xuất quỷ nhập thần. Phàm là bạch y quân đi tới đâu, tất phải máu nhuộm bạch bào đồ sát một phương, tuy rằng chỉ tồn tại trong lời đồn. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy bị dọa đến chân mềm nhũn cũng là chuyện bình thường. Cùng lúc đó, cách phong đô 20 dặm, một đội quân toàn thân đầy thương tích đang tụ tập ở đây. Cầm đầu chính là nữ chiến thần mặc chiến bào, tay cầm trường thương. Lúc này Lục Hồng Anh bi phẫn nhìn về phía thành trì đang thất thủ, cô hận mình lỗ mãng khinh địch. Vốn tưởng rằng dẫn 3.000 thiết kỵ tinh nhuệ ra khỏi thành, đem đối phương giết một cái trở tay không kịp, không nghĩ tới lại gặp phải thập diện mai phục của quân địch. Tinh nhuệ vốn chỉ còn lại vài trăm người, trước mắt thành trì thất thủ, cô bỗng nhiên nhớ tới nam tử Ô Nhuận kia, đáy lòng hơi chua xót, không nên vứt bỏ hắn không để ý. Chỉ tiếc khi bọn họ tái binh hồi thành lại phát hiện cửa thành biên phòng sớm đã rơi vào tình trạng hỗn loạn, trước có mai phục, sau đó có truy binh. Căn bản là không có đường đi thiết kỵ binh tập hợp, đột nhiên Lục Hồng Anh hét lớn một tiếng chúng ta giết vào trong thành, thay huynh đệ đã chết của chúng ta báo thù rửa hận. Thanh âm của cô vang dội mạnh mẽ giết vào trong, nháy mắt chúng tướng sĩ đều ôm tâm lý liều chết, quyết chôn cùng địch nhân, tập trung nhân mã trở về. Sau đó tàn quân chưa đầy 300 người nhanh chóng tiến về phía thành Phong Đô, nơi này từng là nơi bọn họ thề chết đều phải bảo vệ. Cũng là nơi cuối cùng trở về, nhưng mà bọn họ còn chưa tới cửa thành đã bị 5.000 quân địch vây quanh, bại quân chi tướng còn dám trở về chịu chết. Một đạo thanh âm kịch huyết truyền đến, nói chuyện chính là đại tướng địch dẫn cô ra khỏi thành. Gia Luật Nhĩ đang cười lạnh nhìn Lục Hồng Anh, một nữ tử này có thể phong sát mấy vạn tướng sĩ hắn. Đây là thứ hắn không thể dễ dàng tha thứ,
chỉ thấy Lục Hồng Anh trường thương vung lên lạnh lùng, có can đảm liền đối mặt với ta một trận chiến. Chỉ là một cái nữ tử sao dám kiêu ngạo, Gia Luật Nhĩ vung tay lên, theo chiến mã bay về phía Lục Hồng Anh mà đến, mà khóe miệng Lục Hồng Anh xẹt qua một tia cười lạnh. Bắt giặc bắt vua, trong phút chốc hai người binh khí giao nhau phát ra tiếng vang thanh thúy, trong chớp mắt đã vượt qua mấy chục chiêu. Lục Hồng Anh 12 tuổi theo phụ thân rong ruổi trên sa trường, cho nên đối chiến vô cùng mãnh liệt, Gia Luật Nhĩ Trinh tự nhiên cũng không hề sợ hãi, nhưng đối với người như Gia Luật Nhĩ mà nói, nữ nhân chính là nô lệ, lúc này lại bị thực lực cường hãn của Lục Hồng Anh làm rung động đến mức Lục Hồng Anh thừa dịp hắn thất thần, trường thương đâm thẳng vào ngực sợ hãi. Nhưng lại bị lá chắn trong tay Gia Luật Nhĩ ngăn trở, ánh mắt sắc bén của hắn cười khinh miệt, tấm chắn trong tay trực tiếp hướng Lục Hồng Anh ném tới. Một giây sau đao dài của hắn cũng theo tới, Lục Hồng Anh nhanh chóng dùng trường thương trong tay đánh, nhưng lực đạo lại bị Gia Luật Nhĩ cường thế nghiền ép. Mắt thấy sắp bị độc thủ, đột nhiên một cước liền đá về phía Gia Luật Nhĩ, nào ngờ Gia Luật Nhĩ đã sớm có phòng bị, bàn tay to nắm lấy chân cô, trực tiếp đem hắn nặng nề ngã xuống đất. Nữ nhân, ngươi đi theo lão tử hầu hạ, cho ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý. Gia Luật Nhĩ không chút che giấu khát vọng đối với Lục Hồng Anh, đem Lục Hồng Anh nâng lên giữa không trung, cười điên cuồng đến mức Lục Hồng Anh tức giận đến mặt đỏ bừng. Nếu không phải bởi vì cô đã hai ngày chưa nghỉ ngơi, nếu không làm sao có thể đánh không lại dã man này. Tiếp theo trực tiếp dùng ra khí lực toàn thân muốn nhảy xuống mặt đất, nhưng Gia Luật Nhĩ Trinh lại một tay túm lấy chiến giáp trên người cô. Trong nháy mắt khải giáp từ trên người cô rơi ra, chỉ còn lại lớp lót màu trắng bên trong tựa như thiên tiên theo gió mà đến. À, xem ra nữ chiến thần không thể chờ đợi được muốn hầu hạ bản đại gia rồi. Gia Luật Nhĩ biểu cảm cực kỳ hèn mọn, Lục Hồng Anh sắc mặt càng trắng bệch, cô chưa từng bị vũ nhục như vậy. Sau đó trực tiếp đá trường thương trên mặt đất, muốn đâm vào ngực mình, nếu không thể bảo vệ lãnh thổ, vậy thì lấy cái chết đến minh trị. Đột nhiên một tiếng đá bắn tới, một viên đá đánh trúng tay cầm trường thương của cô. Chỉ thấy một người đàn ông đeo mặt nạ chậm rãi đi tới, phía sau còn có một con thiết kỵ áo trắng. Nhưng lúc này chiến bào đã bị máu nhuộm đỏ, sát khí bốc lên, khí tràng cường đại đập vào mặt, mấy ngàn binh lính địch cũng bị chấn nhiếp. Tiếp theo nhất thời lui về phía sau hai bước, Lục Hồng Anh nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ trước mắt, ánh mắt thụy lệ kia làm cho cô vừa cảm thấy xa lạ vừa quen thuộc. Đột nhiên một vị tướng lĩnh lớn tuổi trong quân đội kinh hô, đây là Bạch Y Quân đánh đâu thắng đó trong lời đồn, nói xong liền hướng Bạch Y Quân quỳ xuống. Trong miệng còn hô lên câu nói lưu truyền trên phố, Bạch Y Quân ra khỏi cửa địa ngục mở tu la trở về, máu nhuộm bạch bào. Lục Hồng Anh cũng bị lời này làm cho chấn động đến, tuy rằng hắn từ trong miệng tổ tiên nghe qua sự tích Bạch Y Quân, trước mắt gần trong gang tấc lại làm cho hắn cảm thấy rất không chân thật, cái gì đó chó má Bạch Y cư thế nhưng lại đuổi hỏng chuyện tốt của lão tử. Gia Luật Nhĩ tranh giành vẻ mặt tức giận hô lên trăm người thiết kỵ, làm sao có thể cùng mấy ngàn đại tướng như ta chống lại. Theo lời nói của anh, trong nháy mắt trăm ký Bạch Y đi thẳng về phía đội hình địch nhân, cùng với tiếng hô hoán của Lục Gia Quân, Bạch Y Quân không kiêng nể gì đổ sát đầu ma nhân. Tránh đao một cái không chút nương tay, Lục Hồng Anh nhìn thấy giết chóc đẫm máu như vậy, cho dù là chạy trên sa trường hơn 10 năm, giờ phút này cũng bị khiếp sợ. Đến Gia Luật Nhĩ không thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt, những người này diệt địch trực tiếp thủ cấp, chẳng lẽ thật sự là quân đội đến từ địa ngục. Gia Luật Nhĩ giơ trường mâu trong tay lên hét lớn một tiếng, chúng tướng sĩ nghe lệnh của ta sát, mà lúc này mãn quân đã sớm tan rã không thành quân. Chỉ nghĩ làm thế nào để chạy trốn, làm sao còn dám ứng chiến, rất nhanh anh liền giết đến trước mặt Gia Luật Nhĩ, cơ thể đều tản ra sát khí khủng bố. Lúc này Gia Luật Nhĩ Trinh cảm thấy sợ hãi thật sâu, mau bày trận ngăn trở hắn, Gia Luật Nhĩ vừa lui về phía sau vừa hô to, để cho mãn tộc bày trận tuyến, là phòng tuyến cuối cùng bọn họ bảo vệ thủ lĩnh. Toàn bộ mọi người đều là tử thủ bảo vệ an toàn của Gia Luật Nhĩ. Nhưng anh căn bản không đem trận hình này đặt ở đáy mắt, vung lên, trong nháy mắt ba người ngã xuống đất bày trận, cũng không nghĩ tới đao pháp của anh nhanh như vậy. Bọn họ căn bản còn chưa kịp phản ứng cũng đã mất ba người, ngăn cản người của anh giết không tha, khí thế của anh trong nháy mắt mở rộng. Lạnh lùng mở miệng, toàn thân tản ra sát khí khủng bố, Gia Luật Nhĩ việc này đã sớm tức giận, giơ trường thương trong tay lên. Ho to một tiếng nói, lão tử liều mạng với ngươi, mà anh đứng tại chỗ cũng không né tránh, ngay khi trường thương cách anh chỉ có 1 cm. Chỉ thấy bạch quang chợt lóe, thân thể Gia Luật Nhĩ Trinh trực tiếp cứng rắn chia làm hai nửa, mọi người vốn còn đang đại chiến đều ngừng lại, trong nháy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là lực cánh tay cỡ nào mới có thể đem một người sống trực tiếp bổ ra? Gia Luật đại soái chết rồi, mau chạy đi à. Đột nhiên một thanh âm sợ hãi sinh sôi truyền đến. Tại hiện trường, những người mãn tộc này nhất thời vội vàng chạy trốn. Các tướng sĩ đều sát cho ta, báo thù cho phụ lão hương thân trong thành. Lúc này Lục Hồng Anh cũng sát đỏ mắt, không đến một chén trà, công phu chạy trốn tứ tán, mãn tộc đã gần như bị tàn sát hầu như không còn. Đúng lúc này Lục Hồng Anh xuất lĩnh một đám Lục Gia Quân nói với anh cảm tạ ân cứu mạng tướng quân,
khóe miệng anh giật giật, nhìn cô, nhưng thủy chung không phát ra một tia thanh âm. Tạm thời vẫn không cho cô biết thân phận của mình, tránh làm cô sợ hãi, để cho cô mất uy nghiêm của tướng quân, hay là chờ trở về rồi nói. Đúng lúc này tiểu tư chật vật chạy về phía này, tiểu tư là người của dinh thự Trấn Bắc Vương Phủ. Vốn là hắn vẫn luôn hầu hạ bên cạnh Trấn Bắc Vương, đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, chỉ sợ lúc này có chuyện. Tiểu tư nghẹn ngào mở miệng nói vương gia bị vây quanh thành trì Trung Châu, 10 vạn đại quân của mãn tộc đóng quân ở ngoài thành, hơn nữa còn tụ tập đông người ngựa, chỉ sợ không lâu sau sẽ công thành.